Nhiễm trùng huyết là phản ứng cực đoan của cơ thể đối với nhiễm trùng. Bất kể nhiễm trùng nào cũng có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết như cúm, nhiễm trùng dạ dày hoặc rứt đầu gối. Nhiễm trùng huyết có thể khó xác định và có thể dẫn đến tử vong. Các dấu hiệu nhiễm trùng huyết ở trẻ em có thể bao gồm da lạnh, phát ban không mờ khi ấn vào. Cái câu phát ban không mờ khi ấn vào đọc một hơi thôi. Da lạnh, phát ban không mờ khi ấn vào, co giật, đau nhiều hoặc rất bồn chồn, khó thở, da đồi mồi xanh xao hoặc nhợt nhạt, mệt mỏi, buồn ngủ và bối rối. Điều trị sớm đem đến cơ hội khỏi nhiễm trùng huyết cao nhất. Nếu con của quý vị mệt mỏi bất thường, hãy tin vào bản năng của mình. Đến khoa cấp cứu hoặc gọi 000 và hỏi liệu đây có phải nhiễm trùng huyết hay không. Truy cập Children's... Ok, cái dưới. Ok, ok. Children's dot, dot. Đọc cái dưới. Children's.health. .qld .go.au Nghe lại. Ok, QLD trước đi, tới đó trước đi. Children's.health.qld. Rồi. Ok. Children's.health.qld.go. Rồi, forward. QID. Ok. Children's.qld.go. Ok, thôi. Children's.health.qld.go.au. Tiếp theo. Children's.health.qld.go.au. Forward plus sepsis. Ok. Câu cuối em. Forward. Ok, thôi. Forward plus sepsis. Ok, được rồi em. Khỏe không? Hận, giờ này sao rồi? Vợ con sao rồi? Mấy đứa rồi? Ok đúng không em? Vậy được rồi em, đừng trầm quá làm gì. Vậy là được rồi, vậy là đẹp rồi, đừng trầm quá.